Cuối cùng người máy Dracula của ta cũng đã hoàn thành rồi. Dorami à, em kêu kỳ quá. Em mặc kệ, em không quen biết gì với anh hay nè, khoan đã Dorami à, nè. Có chuyện gì vậy ta? Hình như thành phố có gì đó lạ lạ. Ngươi sẽ là con robot cuối cùng được nhận ân huệ này. Hãy ngoan ngoãn để cho ta hút máu người đi à. Em làm gì mà nhìn giống dơ quá vậy Dorami? Em mới là Macaron kỳ lắm Doraemon à. Đứng lại cho ta. Dorami bị biến thành con ma cà rồng sao? Trong đời này làm gì mà có ma cà rồng chứ? Cùng nhau đến tương lai mang Dorami trở về. Chỉ cần gắn con chip này lên thì khu vực đó sẽ bị kiểm soát.